chào mọi người, mình là Quang Đạt, hiện tại là giám đốc đào tạo của tập đoàn Vinbanco, chủ tịch chấp tầm của Bản Thông. Ngày hôm nay Quang Đạt rất là tự hào và hạnh phúc khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, và nơi đây đã có hơn 300 các chủ spa trên toàn quốc đã hội tụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc hẳn rằng qua buổi ngày hôm nay, lễ chuyển giao công nghệ chuyển giao spa sẽ giúp cho các bạn có những kiến thức về làm đẹp, kiến thức về dưỡng sinh đông y, đặc biệt hơn nữa là giúp cho chúng ta gia tăng doanh số, phát triển làm giàu. Đây là chắc chắn là một cái cơ hội để giúp chúng ta ngày càng phát triển, có một ngành nghề để giúp cho chúng ta ngày càng thành công và giàu có. Cảm ơn anh chị đã đến với buổi chuyển giao lễ chuyển giao mở rộng spa của tập đoàn Vinbanco tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mọi người, chúc mọi người thành công và giàu có.